Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục IT Today của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Kính thưa quý vị, thời gian qua, huyện Hải Lăng đã tích cực thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện nói chung và trong công tác cải cách thủ tục hành chính nói riêng. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cách làm của huyện Hải Lăng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin cải cách hành chính như thế nào là nội dung chính của chuyên mục IT Today hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong năm 2018, lần đầu tiên, Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng phối hợp với vnpt huyện Hải Lăng hoàn thiện phương án lắp đặt camera đường truyền trực tuyến ở huyện và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn để phục vụ tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tuyến. Sau một thời gian đầu tư cơ sở hạ tầng và đưa vào sử dụng phòng họp trực tuyến, huyện Hải Lăng đã chính thức tổ chức hội nghị trực tuyến trên các lĩnh vực với quy mô toàn huyện. Nhờ vậy, các đại biểu ở cấp xã thị trấn và cấp thôn không phải về trung tâm huyện để dự hội nghị, mà tập trung tại các điểm cầu ở các xã thị trấn. Riêng các thành phần dự họp của các phòng ban đoàn thể tập trung tại phòng họp trực tuyến của Ủy ban Nhân dân huyện. Đây chính là một trong những bước đột phá của huyện Hải Lăng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm thời gian và chi phí, góp phần cải cách thủ tục hành chính tại địa phương. Nói chung là cái việc mà triển khai cái phòng họp trực tuyến về tới nơi địa phương cơ sở thì nó thuận lợi trong nhiều mặt. Cái thứ nhất là khi mà cuộc họp trực tuyến triển khai của các cái chủ trương nghị quyết của Đảng, của Nhà nước chúng ta về tới địa phương cơ sở thì cái thành phần mà cán bộ ở địa phương, cái lãnh đạo đến cán bộ công chức, cái thành phần tham dự để tiếp thu cái nội dung của Đảng và Nhà nước chúng ta mà trong thời gian qua mà về áp dụng tại địa phương cơ sở thì nó ngắn gọn mà nó hiệu quả hơn. Để nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, huyện Hải Lăng đã đầu tư hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công việc chuyên môn của các cán bộ công chức. Địa phương đã trang bị máy tính tại các cơ quan đơn vị cấp huyện là 104 máy trên 104 người. Tại Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn là 346 máy trên 388 người. Có 4 đơn vị có máy scan văn bản. Có 100% cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp huyện, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện ứng dụng phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc. 100% cơ quan đơn vị thuộc huyện ủy, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn đều sử dụng mạng nội bộ. 100% cán bộ công chức có trình độ tin học sử dụng hộp thư điện tử để thay đổi công việc. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng, nhanh gọn, đúng hạn cho các cá nhân, tổ chức, người dân khi đến giao dịch. Xứ khác, nay là có gì hiện đại, được máy, được móc, rồi được là có gì những vật dụng hiện đại, cho nên là mọi chuyện là có họ làm cho dân ở đấy là đều là có đúng đắn, nhanh chóng nè. Thời gian qua, huyện đã đầu tư nâng cấp mở rộng trụ sở một cửa và mua sắm, bổ sung thêm nhiều trang thiết bị phục vụ cho công tác như lắp đặt camera theo dõi toàn bộ khu vực làm việc, lắp đặt máy lấy sổ xếp hàng tự động, máy quét mã vạch, bố trí 5 cán bộ chuyên trách để tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định của tỉnh, gồm 14 lĩnh vực và 260 trên 260 thủ tục. Riêng trong năm 2018 đã tiếp nhận hơn 29.400 hồ sơ, thủ tục và đã giải quyết đúng hẹn gần 99%. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ viên chức đã được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ và ý thức cao về trách nhiệm, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ. Thì từ khi có nhập hệ thống một cửa điện tử thì là cái chất lượng và giải quyết hồ sơ thì giảm được rất nhiều là chi phí và thời gian, đáp ứng được cái nhu cầu cho các cá nhân tổ chức để nộp hồ sơ. Tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cấp website, huyện đảm bảo chất lượng tiên tiến hiện đại và vận hành thông suốt, tích hợp liên kết với website tỉnh với đầy đủ thông tin nhằm cung cấp các dịch vụ công và dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi quản lý của huyện, phục vụ người dân và doanh nghiệp. đã tổ chức khảo sát tổng hợp thông tin gửi đăng ký tới Trung tâm Tin học tỉnh số hóa cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Cổng Giao dịch Dịch vụ công tỉnh. Trong đó có đăng ký thực hiện tại huyện là 6 loại dịch vụ công mức độ cao. Xây dựng, triển khai, đưa vào hoạt động hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân huyện nhằm nâng cao chất lượng quản lý điều hành công việc qua môi trường mạng. Tiếp nhận chứng thư số cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc huyện tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. Đã ban hành kế hoạch tập huấn ứng dụng chữ ký số chuyên dùng vào tháng 9 năm 2018 để đưa vào và sử dụng. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính ở huyện Hải Lăng thì giúp cho đẩy nhanh được các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, giúp cho người dân hài lòng hơn, đặc biệt là ở khía cạnh một cửa của huyện. Đồng thời nữa cũng áp dụng công nghệ thông tin trong cái việc mà họp trực tuyến thì cũng sẽ tiết kiệm được rất nhiều cái nguồn lực cho các tuyến xã, không phải lên trên huyện họp mà có thể là nhiều người ở xã có thể tham dự những cuộc họp trực tuyến hơn, và thông tin chỉ đạo của huyện xuống các tuyến xã nó kịp thời và nhanh hơn, giúp cho tuyến xã thực hiện bắt tay vào giải quyết công việc một cách thuận lợi hơn. Và trong thời gian tới thì phía huyện cũng định hướng một số cái ưu tiên. Ví dụ hiện nay có dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 thì đang mới chỉ đưa lên, phối hợp với cả Trung tâm Tin học của tỉnh là đưa lên dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4. Nhưng sẽ hướng tới là tuyên truyền và tìm những cái thủ tục nào thuận lợi để người ta có thể là làm thủ tục trên mạng luôn và giải quyết ngay trên mạng. Như vậy để giúp cho người dân và doanh nghiệp là tiết kiệm được rất nhiều thời gian và kinh phí. Cái thứ hai nữa là cũng áp dụng cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin ở tuyến xã, giúp cho xã sẽ giải quyết người dân ngay tại cơ sở. Như vậy thì họ sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Và ở tuyến xã thì hướng tới là làm sao những cái thủ tục liên thông và đưa công nghệ vào để giải quyết các thủ tục liên thông ở nhiều ngành cùng giải quyết. Như vậy sẽ có cái sự phối hợp nó thông suốt hơn. Thứ ba nữa là liên quan đến những cái yếu tố công nghệ thông tin, đó là trong vấn đề mà chỉ đạo thì có thể sử dụng những cái công cụ xã hội, nghiên cứu làm sao công cụ xã hội, và có những cái đơn vị mà phía huyện thì sẽ phải có những người phụ trách để đảm bảo là lấy kịp thông tin, ý kiến của người dân, của các doanh nghiệp, để chúng ta ngay lập tức là sẽ có những cái phản hồi tích cực và nhanh nhạy nhất, chứ không phải thông qua những cái thủ tục giấy tờ mất thời gian. Thì cái định hướng là đa số như vậy là sẽ cố gắng là hướng tới những cái công việc cụ thể ở từng cái bộ phận một. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại huyện Hải Lăng đã và đang đem lại hiệu quả tích cực. Để nâng cao hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, huyện Hải Lăng cần từng bước đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại các đơn vị, đồng thời bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho cán bộ, công chức để góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính quyền điện tử. Từ đó, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục IT Today số đầu tiên của năm mới 2019 đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.